Rồi, xin chào các bạn đến với kênh Kỹ Thuật Điện. Thì hôm nay mình sẽ cái nhà này cũng sắp xong rồi các bạn, kéo dây rồi ngon lành hết rồi. Vừa mình sẽ lắp thiết bị cái nhà này rồi lên đèn, rồi mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây, đèn thì cũng mình cũng quá lên mấy cái. Cái này trần bê tông nha bạn, nhưng mà mình bỏ đèn đèn mình lúc mà đổ mê bỏ trước cái hộp ấy rồi. Cái hộp để cho đèn rồi. Đó, cho nên mình vét được. Cho nên bây giờ mà mình vét được như vậy. Rồi ok. Đây là bức tranh của cái nhà này. Sẽ nó có đèn tranh trên kia, đèn chiếu tranh. Nhà gần xong rồi. Đây đèn am hết các bạn. Nói chung là trần bê tông đó nha các bạn. Chứ không phải trần thạch cao đâu. Đây bê tông hết mà đèn âm á. Đó, các bạn thấy á. Nên nó đẹp. Đây, mình lên lầu. Này nó có một trệt và một lầu các bạn. Đây ở quê Sa Quỳnh người ta giàu á. Xây nhà lầu không? Ta đi biển gì á. Đi chừng anh em hai anh em là bắt đầu là có tiền xây nhà rồi. Chủ ghi á, chủ ghi có chứ mấy người làm mướn chắc không có đâu, chưa có đâu. Đây. Rồi, nhà đây, sơn xong rồi các bạn. Đây mình sẽ bắt một cái bóng đèn trên giữa thôi. Rồi bóng đèn tiếp bên này. Đây, cái thiết bị của mình có hết sẵn rồi. Giờ mình bắt đây. Bắt cái căn này cũng nếu như bắt hết thiết bị điện rồi công tác ổ kém thì chứ khoảng đem công các bạn. Chưa tính nước á. Đây, đèn đây. Đem công vừa mình bắt một mình chứ đem nghè á. Đây, đèn tiếp đây, đèn tiếp bữa nay dùng đèn led nha các bạn. Khui ra cho xoay. Đèn led chứ không phải cái đèn trong khu hầu kia nữa. Đây là mình sẽ bắt cái què phòng khách hành lang rồi vậy. Rồi, đây. Kìa, nó dùng đèn này. Mình thấy chưa? Đó, đèn này. Nó mỏng nha bạn. Đó, mỏng dánh. Ở đây, đây thì mình sử dụng cái loại máy đèn giữa, mình sử dụng loại đèn này. Đèn này bắt lên nó có 3 chế độ các bạn, nó khá đẹp. Đây mẹ, đây là mẹ xanh nè, mẹ đây mẹ trắng nè. Xanh. Rồi trắng xanh. Ba chế độ. Còn mấy đèn này là đèn ngủ rồi. Đèn ngủ, đèn kiếu. Thiết bị công tác ô kém. Thiết bị công tác ô kém rồi. À đừng mày. Thiết bị công tác ô kém dùng quên lắp. Dùng van lốc nha các bạn. Đây dùng van lốc với Panasonic là nhiều. Cán của nó cũng khá đẹp. Nên ra loại này khá nhẹ các bạn. Cán này chuẩn, tiêu chuẩn. Đó, các bạn thấy vậy chứ mở ra đây là đồng dày lắm. Bữa nào mình mở ra cho các bạn xem. Đồng khó nói luôn. Đây. Đây là công tắc. Đó, công tắc cho bạn. Nhẹ lắm. À, con Sino này. Đó, nó có sơ đồ cho bạn xem luôn đó. 16A 250V.
xe chiều Sino của bạn lắm. Nói chung ở trong đây đồng thôi, khỏi đồng về lắm, bữa mới ra coi rồi, trong đó nó đồng về khá chắc chắn, nên một cái mười mấy hai mấy ngàn mà công tác mười mấy ngàn còn ô kém hai mấy ngàn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lắp thiết bị lên cho các bạn xem, mình sẽ quay clip cho các bạn xem. Rồi các bạn hay thì nhắn đăng ký kênh cho mình nha, mình sẽ ra nhiều clip khác cho các bạn xem. Rồi chào tạm biệt các bạn.